ở ngoài. À, ở ngoài. Dạ, yeah. Là mình nợ 20 triệu. Ba chục triệu. Mà mỗi lần này phải trả 300 ngàn. Vậy là 300 ngàn là 300 ngàn tiền lãi thôi à? Dạ, dạ. Vậy là mình chưa trả được tiền vốn. Chưa trả được tiền vốn. Vì hoàn cảnh thế thì phải giác. Dạ. Để mà kiếm tiền để mà trả nợ cho người ta. Dạ. Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đã có mặt ở trên đường Đường Thanh Phú, quận 9. Hôm nay thì mình đi tìm bà cụ 80 tuổi đẩy xe bánh tráng đi bán dạo khắp nơi để mà mưu sinh, kiếm tiền nuôi cháu. Nghe nói là hoàn cảnh của cụ rất là bận rộn, bận rộn. Từ hôm đường mà mình đi tìm cái vị trí cụ bán bánh đấy. Nghe bảo là chị hôm nay thì cụ bán ở vị trí là đối diện với trường tiểu học Phong Phú, quận 9. Chào bà. Chào cháu. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà 80. Dạ, bà 80 tuổi rồi. Bà nói là bình thường là mỗi ngày bà đều đẩy xe bánh đi bán khắp Sài Gòn đúng không ạ? Cứ 6 giờ bà đi. Đi đến 3 giờ chiều bà về. Hôm nay thì mình có tới trường tiểu học mà bà ở trọ trong cái con hẻm này là hẻm số mấy bà? Ở Ô Lô Đôi. Dạ. Ở Ô Lô Đôi. Ông Đôi. Ông Đôi số nhà bao nhiêu? Số nhà bao nhiêu? 213 xẹt 11. 213 xẹt 11. Dạ, đường Đình Phong Phú. Đường Phong Phú, ao đôi. Dạ. Cái số nhà kế đây là 213. À, dạ đúng rồi, để con quay cái số nhà cho mọi người thấy, mọi người đỡ bài này. Kế nhà là 13. Đây, kế cái nhà là 213/13 đường Đình Phong Phú, quận 9 nha mọi người. Có cái số nhà. À, đây là con trai của bà. Dạ. Cái nhà này phòng trọ. Dạ. Bà thuê trọ ở đây lâu chưa? Thuê trọ đến 3 năm. Dạ. Là ở đây 3 năm, còn ngày trước là bà ở đâu? Trước bà trên Rạp Hai, ở trên Rạp Hai. Ngoài Hiệp Phú á, ngoài Hiệp Phú trên Rạp Hai. Bà bán bánh được bao nhiêu năm rồi? Bà bán bánh được 45 năm rồi. Dạ. Yeah. Rồi bánh này là mình lấy về mình bán bánh này bà đi mối của ta. Dạ. Yeah. Vậy là mỗi lần lấy về như thế là bán trong khoảng bao nhiêu ngày là hết rồi? Ở 3 ngày, mỗi ngày mới lấy. À, vậy là mỗi ngày đều là bánh mới hết. Dạ, dạ. Rồi bây giờ bà có thể nói một chút về cái lịch bán của bà để mọi người mua ủng hộ bà không? Bà đi bán thì thứ bảy, thứ tư bà bán ra Phước Bình. Yeah. Thứ ba, thứ sáu bà bán chợ nhỏ. Yeah. Thứ năm, thứ chủ nhật. Yeah. Là bà bán ở Kiến Thiết. Yeah. Còn thứ hai bà bán tại Bình Phong Phú. Vậy là bà là giống như là lao động chính ở trong nhà. Dạ, dạ. À, bà có bao nhiêu người con? Bà có ba đứa. Dạ. Hai đứa gái, một thằng con trai. Dạ. Nhưng mà hiện tại là bà ở chung với lại con dâu và con trai không, của bà. Không, ở chung với con gái, con trai, không có con dâu, không có con rể. Dạ. Đứa con gái, thằng con trai, một đứa chắc. Dạ, đó là con gái của bà. Dạ. Dạ. Còn đứa chắc đó là của dạ, đứa chắc là cháu của thằng con trai. Dạ. Vậy thì bà bán bánh là mình bán những cái loại bánh gì bà? Bà bán bánh tráng đa, bánh yeah. tráng gạo, yeah. bánh tráng ngọt, yeah. bánh tráng mắm chuốt, yeah. bánh tráng tôm, bánh tráng chuối, yeah. bánh tráng phồng. Yeah. Còn giá cả thì sao bà? Giá thì một bịt thì 20, loại bịt 30, còn loại bịt 25, loại bịt 20, còn bán lẻ thì 10 ngàn một cái. Yeah.
Vậy là treo hết ở trên xe này rồi, cho bà đẩy đi bán. Ủa bà đẩy một mình bà, con thấy bà rất là ốm yếu này, không biết là sao bà đẩy nổi đi bán, quanh có ai phụ bà không? Đó, con đứa gái nó phụ cho đến 8 giờ sáng, rồi nó về, nó đi làm. Rồi chiều bà đi một mình. Vậy là mỗi ngày bà đều đẩy cái xe bánh như thế này để đi mỗi bán? Mỗi ngày bà đều đẩy cái xe bánh như thế này. Đi khắp các đường luôn, các hẻm ở Sài Gòn. Bà hiện tại là bà nặng khoảng bao nhiêu ký ạ? Ôi mà có chưa được 30 ký phải không? Có hăm mấy ký à Hoa? Có 100 ký à con? Bà chỉ có 28 ký, 80 tuổi mà bà đẩy hết được, bà đẩy được cái xe bánh và đi bán khắp Sài Gòn. Vì hoàn cảnh khó khăn nên là phải ráng. Chứ đi cũng khổ lắm. Bà cũng có bệnh phổi. Vậy là bà mang trong người bệnh phổi còn? Có bệnh phổi, mệt lắm. Bây giờ bà chỉ ao ước làm sao mà có được một số tiền để mà trả nợ. Thì bà thiếu nợ hết 20 triệu. Mỗi một ngày là phải đóng lời 300 ngàn. Cho nên bà khó khăn, bà phải ráng. Chứ bà cũng mệt lắm rồi. Vậy là mình nợ, bây giờ là hiện tại mình nợ ngân hàng hay nợ ai? Bà nợ ở ngoài. Ở ngoài. Là mình nợ 20 triệu. Ba chục triệu. Mà mỗi một ngày phải trả 300 ngàn. Vậy là 300 ngàn là 300 ngàn tiền lãi thôi à? Vậy là mình chưa trả được tiền vốn. Chưa trả được tiền vốn. Vì hoàn cảnh thế thì phải giác. Để mà kiếm tiền để mà trả lợi cho người ta. Rất là tội nghiệp bà mọi người. Nếu mọi người biết tới hoàn cảnh của bà thì mọi người tới ủng hộ bà, giúp đỡ cho bà, để bà có được một số tiền trang trải ở trong cuộc sống. Trời, đôi ơn nhiều lắm, vì hoàn cảnh khổ lắm. Con thấy con thương bà quá. Bà già như bà nội của con vậy á. Bà phải mưu sinh như thế này rất là tội bà. Mưa gió như thế này mình đi mình đi có bị ướt không? Trời răng ấy, thì rốc lực mà trời mưa thì rét. Và cách lại một mỗi một khi nó có một cơn gió. Thì ra phải dây là giữ lại cho nó khỏi đổ. Tức là gió mạnh quá là nó kêu người ta đến cho phụ, người ta giúp đỡ. Thì hai lần đổ xe rồi. Hai lần mà bị đụng xe à? Đổ. Đổ trên đường không? Nó gió quá nó đổ xuống. Hai lần. Bây giờ mỗi lần thì gió sợ lắm. Nhưng mình không có hoàn cảnh để có tiền mà già cho nên cứ phải ra. Đây mọi người nhìn bà này rất là ốm yếu nè. Bà chỉ có 20 mấy ký thôi nè. Bàn tay một xương ốm yếu lắm nè. Rất là tội bà. 80 tuổi rồi vẫn không được nghỉ ngơi mọi người. Vẫn phải mưu sinh khắp các đường phố ở Sài Gòn. Ở là ngày xưa giờ là mình ở trọ luôn hả bà? Hay ở trọ là... luôn, mấy chục năm rồi. Cái tiền đó ngày trước mình vay mượn để làm gì vậy? Cái tiền đó trước cái mưa gió rồi khó khăn rồi mượn rồi dần chứ không có tiền trả, nó đẻ ra. Một thành hai thành ba. Vậy là nó đẻ ra bây giờ tầm 30 triệu. Bây giờ là 40 mấy triệu nhưng mà nó cho trả bớt rồi. Anh em nó có cho trả bớt rồi, thành bây giờ còn thiếu lại 30. Mỗi một ngày không có tiền trả, đóng 300 tiền rồi. Ủa bà là quê ở đâu ạ? Quê bà ngoài Bắc, ở Hải Phòng mà mất cho phả rồi. Tại bà vô đây hồi bà còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi đầu, bố mẹ chết hết rồi. Giờ không còn ai hết, có thân mình. Các con của bà có ở gần đây luôn không? Đây thì hai đứa, còn có đứa nó ở Tân Lập 2 á. Tân Lập Bình Dương hả bà? Con gái ở trên là hai ở trên đầu đường. Còn đây hai đứa rồi có ba đứa. Vậy là một mình bà lao động để nuôi cả nhà của mình. Vậy các con của bà có làm gì phụ bà không? Thì một đứa thì nước bánh cho bà đi bán, còn một đứa thì làm hồ. Lâu lâu thì mới ghé
vậy là con trai hôm nay con gặp đây là ở là nhà một... dạ phụ nước bánh. Dạ. Ủa bánh này mình lấy bánh sống về rồi mình mới nướng lại dạ, mà bánh dạ. Có cái sống có cái chín đó rồi để rồi cô là bánh chín đó bánh à. Trong móng là mình ở nhà là cũng bán một phần mà bà để đi bán là một phần. Ở nhà không có bán được, trong hẻm có ai mua à. À, lại đi không. À dạ, con thấy treo con tưởng đâu là cũng có bán ở trong nhà nữa. À, Hoa ơi, Hoa, đưa cho em đỡ cái sùng bấm này trước đi rồi. Mỗi lần lấy một thùng như thế đó. Dạ. Đưa trong cái túi áo đó là có người đang giao bánh tới cho bà. Mỗi ngày là mình treo lên đây hả bà? Còn dưới này mình có bỏ cái gì không bà? Có một sọt luôn đó, sọt này yeah. Đó, sọt này, một sọt này. Vậy là mỗi ngày mình bán được hết một sọt đó không ạ? Hết yeah. Cái xe này không có điện gì không bà? Hay không. Là bà tự đẩy bằng máy rồi. Máy làm sao chào anh bên trái không nó tháo cục ra bào nó sạc rồi nó tháo ra luôn nó sạc rồi. Dạ. Lâu nay là có nhiều người tới giúp đỡ bà hay không? Thì có vừa rồi mấy anh em bên bà thì có đến giúp đỡ bà, người thì cho 100 đô, người cho 50 đô, người cho 1 triệu, người cho 500 thì cũng mười mấy triệu thì già chạy là bớt rồi. À, vậy là bà trả được một phần rồi đúng rồi, không? Rồi. Dạ. Vậy là hôm trước là mọi có nhiều người tới giúp đỡ bà trả được một phần nhưng mà hiện tại là bà còn nợ lại 30 triệu. 30. Dạ. Dạ. Trước đó là số bao nhiêu? Ngày là đóng lời thôi. Dạ. Không phải trả đó. Bao giờ có cái số thì trả thì khỏi đóng lời. Dạ. Rồi bà vào đi con xem bánh của bà tí. Dạ. Trọn là... À, đây là chắc cơ mà. Đi vô ngủ. Đi vô đi. Đi vô đi. Bánh này mình nướng hay à? Đây bánh nướng đó, còn bánh lấy bối ra. Bối vô. Đây, lấy mấy thùng bánh về nhà để mà con bán mọi người. Hiện tại là có bánh tráng, bánh đó là bánh gì bà? Bánh này bánh tráng phồng. Dạ. Yeah. Bánh này bánh tráng đa. Dạ. Yeah. Bánh này là bánh tráng ngọt. Dạ. Yeah. Bánh này là bánh tráng mắm. Bánh tráng mắm. Bánh tráng mắm rút à? Dạ, bánh tráng mắm rút ạ. Dạ. Bánh tráng tôm. Bánh tráng mắm rút, bánh tráng tôm. Bánh tráng tôm. Bánh tráng mắm rút. Dạ. Bánh tráng chuối rồi. Chuối có bịch ra, còn bịch ở đây nè. Bánh tráng chuối. Bánh tráng chuối. Chiều phải làm tới. Hy vọng là sau khi mà mọi người xem cái clip này thì mọi người sẽ tới để ủng hộ bà, mua bánh giúp bà và giúp bà xa xả một phần trong cuộc sống của mình. Ít không ngã còn. Dạ, không ngã. Bà già bán bánh tráng, mong muốn bà con và các cháu, các em, các ông, các bà thương tiếc hoàn cảnh và trước nhất là giúp đỡ, sau nữa là ủng hộ cho già bớt khổ và mang ơn rất nhiều. Rồi, con cảm ơn bà. Rồi, hy vọng là mọi người có thể tới ủng hộ bà, ủng hộ hoàn cảnh của bà. Thường là chiều nào bà cũng sẽ bán đối diện với trường tiểu học Phong Phú. Dạ. Trên đường Đình Phong Phú, quận 9 nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Không ngủ thì thôi mà. Lấy quan dụng rồi.